Tiếp theo chương trình, một vị khách ở huyện Văn Lãng, xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng rất là sẻ chia với những cái làn điệu dân ca của dân tộc Tày Nùng Lạng Sơn mình. Bởi lẽ đó, vị khách có xin phép được tham gia một bài, xin chúng ta một nổ một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn. Đây là du khách tham quan và cũng hòa mình với đoàn chúng ta. Alo, giới thiệu cho tất cả bà con, anh em, cô bác cần pha. Mình là tên đầy đủ mình là Lương Quốc Trịch của thôn Thống Nhất, xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng. Hôm nay rất là vinh dự, đấy là lên thấy các cô, các em, các chị đã hát then đây. Mình xin phép là giao lưu, hát bài cùng tất cả anh em. Dù là hát cũng hay nhưng mà hay hát, cũng mong là các quý đại biểu, các quý vị, khách quý, toàn thể anh em, gần xa, cho một tràng vỗ tay không như nghe là. Cha văn thái khao
năm trẻ và từ đã cha lùng chân mà của ba câu và du mai và chiến đi du đôi à câu và cha đuổi mùa xuân mùa hoa đâu trời. Nơi này nhìn nhìn à phối à trẻ lại nhìn phố thì nhất là thay súng cho hết đây à cầm bà hát à thân thế thế Việt Nam lùng loàn mãi mãi ơi là mãi. Xin cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Vâng, xin kính chúc bạn là một chuyến tham quan thật là ý nghĩa và đầy thú vị, và xin chúc đoàn thuận lộc bình an, và hy vọng lần sau chúng ta lại gặp nhau và chúng ta lại giao lưu tiếp tục. Xin kính chúc tuổi, xin cảm ơn. Cháu xin chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Lâu này gọi anh ba đã ban bạc vẫn thua đuôi là chị. Oh, can.